xin chào các bạn đã quay trở lại với vlog của Dũng. Các bạn thân mến, và ngày hôm nay khi mà sau khi một thời gian thì tất cả những cái clip trước thì Dũng đi dạo vòng quanh ở thành phố Vĩnh Long, huyện Mang Thít, tới một cái khu coi như là sinh thái để mà Dũng làm những cái clip là những cái món ăn mà gửi đến các bạn. Và Dũng thấy là có rất là nhiều các bạn nói là anh Dũng ơi, anh quay về nhà nấu ăn đi, dù sao quê hương nhà của anh vẫn là thương hiệu và cái chỗ này là nhìn vào thì người ta rất là thích nhiều hơn ở những cái nơi khác mà anh tới nấu ăn. Không sao, thì thực ra thì Dũng cũng muốn làm một cái điều gì đó cho nó mới mẻ ngoài cái căn bếp nhà mình. Nhưng mà đây là nhà mình thì lúc nào mình cũng phải ở nhà và chăm sóc ngôi nhà và quay trở về để làm những món ăn ngon. Đặc biệt là những cái món ăn vào tuổi thơ của Dũng. Và ngày hôm nay cũng vậy, khi mà Dũng về thì má Dũng nói là để má nấu cơm cho con ăn. Dũng nói thôi, má đừng nấu để con nấu. Tại vì giờ má lớn rồi, má không còn giống như ngày xưa nữa, có nghĩa là má Dũng nói là mắt nó mờ rồi, vị giác thì nó cũng hơi khác. Cái lúc nêm mặn, nêm ngọt, nêm nhạt cũng được. Dũng nói thôi được, là để con tranh thủ về nhà, con sẽ làm cơm trưa rồi mẹ con mình ăn. Thì Dũng có đem về cho má Dũng là như vậy. Các bạn biết không, thường thường là Dũng hay có đồ ăn thì Dũng hay bỏ tủ lạnh, Dũng mang về nhà. Thì sau một thời gian thì Dũng để ít hôm, Dũng đông đá lại Dũng mang. Thì đây là cua biển, là Dũng đặt cái Cà Mau lên ăn ha. Cua biển này, đây là cua gạch, còn đây là tôm hùm. Tôm hùm là tôm ở ngoài ở Bình Ba gửi vô cho Dũng luôn, thằng em của Dũng. Còn ở đây á, là một con khô cá đù rất là to, con cá này cũng gần ký đấy. Đây, cá đù này ở ngoài là Dũng Tàu, em của Dũng nó bán và nó lựa những cái món hàng ngon mà nó gửi cho Dũng và Dũng mang về cho má để dầm trong tủ lạnh đó, thì bà có thời gian thì bà lấy ra bà ăn. Đấy, thì ngày hôm nay á, thì Dũng má nói là thôi giờ làm cơm luôn, thì Dũng nói là thôi sẵn là con quay một tập vlog để cái món ăn này. Bên cạnh đó thì Dũng sẽ làm cái món này là món gì đây? Món sốt tỏi, rang tỏi đi nhá. Mình gọi là rang tỏi, rang tỏi sốt me cũng được, để xem một lát có còn me hay không. Và món thứ hai nữa là món lắc tiêu, cá đù lắc tiêu. Và món thứ ba nữa đó là rau tập tàng luộc. Đây, mọi người thấy không? Trời ơi, lần trước đã giới thiệu mọi người món rau này nọ, mà cái món rau này Dũng mê nó thôi, mê không thể nào tưởng tượng. Các bạn biết không, rau này chỉ cần luộc lên thôi, một cái chén nước mắm dầm ớt vô xong chấm ăn thôi là cũng đủ, chứ một chén cơm thôi không cần cái gì đâu, thì đảm bảo luôn, ăn hả còn hai ba chén cơm luôn. Mà Dũng là đặc biệt là Dũng thích cái loại rau này, không biết các bạn thì sao nhưng mà Dũng rất là mê. Còn bây giờ thì Dũng sẽ bắt tay làm nhé, để mà cơm trưa để cho má ăn. Trước tiên thì Dũng sẽ xử lý cái phần cá đù. Cá đù này các bạn thấy không, đây đó, đây là cái phần lưng, phần phía trong đây đó. Thì điều đầu tiên nhất, thật ra thì má nói là thôi làm nửa con thôi, còn nửa con để dành má để tủ lạnh để má ăn từ từ, chứ con làm nhiều quá rồi con không ăn, con cũng bỏ à đó, rồi con đi rồi con bỏ. Thì chính vì vậy mà Dũng chỉ làm nửa con thôi, tại vì cơm ở gia đình mà chỉ có hai mẹ con thôi đó. Và cái đồ thì Dũng cứ chặt như thế này đó. Chặt như thế này sau đó thì Dũng sẽ chiên sơ qua. Bước tiếp theo nữa là Dũng sẽ làm cái phần cua. Cua biển thì Dũng đã rửa sạch hết rồi. Đấy, mọi người thấy không? Sạch rất là nhiều. Đây đây. Cái phần gạch này Dũng sẽ xử lý sau. Bây giờ trước tiên đó là Dũng sẽ là xử lý cái phần này. Các bạn biết không, làm mấy cái cục con này nó mệt mỏi vô cùng. Tôm thì Dũng cũng làm như thế này đó, mọi người thấy không, rất là ngon. Tại vì sao, tôm tươi á, khi mà chúng ta sử dụng tôm tươi thì cái thịt nó rất là ngon. Bây giờ Dũng sẽ lấy cái phần gạch cua để một lát chúng ta xào. Ừ.
Thực ra mỗi món ăn thì nó mang một cái màu sắc của cái quê hương của mình. Chẳng hạn như là món cua này hồi nhỏ là Dũng, nhà Dũng thì tại ở Duyên Hải á, cái biển rất là nhiều cua, rất là nhiều. Nói chung là cua biển thì nó không có còn lại gì với má Dũng luôn á, nhưng mà bà ăn tới giờ bà vẫn còn quen cái mùi cua và rất là thích ăn cua. Đấy, đây là cái phần gặp để qua, còn đây chúng ta sẽ xử lý tiếp. Đây, bây giờ trước tiên thì Dũng sẽ bắt đầu làm cái phần cua và tôm. Hai cái thứ này Dũng sẽ làm luôn chung một chảo luôn để cho nó hấp dẫn. Đấy, bây giờ trước mắt thì Dũng sẽ cho quách dầu. Thực ra thì các bạn không làm cái món này thì Dũng thường là Dũng cho nhiều dầu một tí xíu, tại vì sao? Nó mới làm cho cái món của chúng ta nó hấp dẫn hơn, chứ còn nếu mà ít dầu quá thì nó thực ra thì nó không ngon lắm. Đây. Dầu đã sôi chưa? Với thêm ít hành tím nữa thì nó mới cho cái món ăn cho nó thêm nó phần thơm và nó hấp dẫn hơn một tí. Thơm lên. Mày ngồi. Thôi. Quay qua đây, mày quay vào ngoài gì biết nữa đây. Ngoài ít thôi. Vô. Món này sẽ ngon lắm đây. Đó. Má nó sao? À vậy hả? Đi thay bộ đồ đẹp đi, lát rồi ngồi ăn cơm với con. Đây, các bạn thân mến, tại vì khi mà bắt đầu xào thì như thế này, Dũng bắt đầu khoan hết nêm nếm, Dũng chưa đâu. Bây giờ thì bước tiếp theo nữa, Dũng sẽ cho tiếp tục luôn cái phần này luôn. Hai muỗng hành đeo, ít một muỗng thôi. Mà cái món này thì Dũng sẽ sốt với me, nên cái phần mà phần đường thì Dũng sẽ bỏ hơi một nhiều tí xíu, khoảng muỗng rưỡi đi cho nó. Tiếp theo nữa là các bạn biết không, me này thì Dũng đã coi như nấu chín và Dũng đã coi như là cho nó ra mềm luôn, và Dũng trực tiếp Dũng sẽ cho luôn vô luôn, Dũng không có lừa, không có lấy, và Dũng thích là như thế này đó. Dũng có một khi nấu ăn rất là, và Dũng thích là vừa ăn mà vừa coi như là lừa cái hột ra luôn, nút nút cái hột, các bạn biết không, nút nút cái hột rất là ngon và Dũng thích cái kiểu đó. Xào vừa thôi, nó bông luôn hết. Đấy. Và bước tiếp theo nữa thì Dũng sẽ cho một ít nước. Đây. Nước dùng vậy thôi, tí xíu để cho bắt đầu tôm nó bắt đầu sẽ sắc lại. Đây là cái cách làm của Dũng thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn nếu mà làm đúng theo bài bản cua rang me hay là cua sốt me gì đó, là tùy theo mỗi người. Như
mà ở nhà Dũng thì Dũng hay làm như thế này, tại vì Dũng không có bỏ nhiều cái, chẳng hạn như là vấn đề là ớt thì mẹ Dũng không thể ăn cay được, nên Dũng phải làm tạm thời như thế này thôi, đơn giản và nó như thế này thôi. Thật ra hồi xưa Dũng làm nhà hàng ở nhà mình nó thì một tay Dũng thì có thể Dũng làm 4 năm bếp luôn, nói chung là nó đây. Và bây giờ thì để cho nó sôi dầu lên thế thì chúng ta sẽ bỏ cá vô trong cái tranh thủ cái thời gian này. Đó. Cái món này thì cái món này giống như là món xào thôi, nên chúng ta sẽ làm nó vừa ăn nhạt nhạt thôi để mà mình ăn cơm. Còn cái món ăn cơm là cái món mặn là món này, còn cái món là rau luộc làm thằng này, nên mình phải chia ra ba món. Cứ nấu nó từ từ và nó sẽ chín. Để Dũng thử xem nhé, nó ngon như thế nào. Nó còn thiếu một chút xíu và cái mùi vị này nó cần phải thêm một ít mắm. Chúng ta sẽ dằn lại và cứ để từ từ cho nó chín. Đấy, bây giờ là cua với tôm của Dũng nó đã sắp sạch sạch rồi. Cái món ăn này thực ra thì chúng ta đây cá vô. Thật ra thì cái món này mà ai mà ở xa quê á thì thấy là nó kinh khủng lắm, nhớ quê lắm khi mà chiên như thế này. Không thể nào mà chạy vô được đây. Quê Dũng thì cũng có cá đồ, nhưng mà cá đồ nó không có to như con cá này. Cá này phải nói là cực kỳ to và nó cực kỳ ngon. Mà đúng là mà nói là chỉ cần chiên nửa con thôi, còn nửa con thì để lại chứ không thể nào mà hết. Cá này thì khi mà người ta phơi một nắng như thế này, người ta bán tới mấy trăm ngàn một ký lần. Nhưng mà cá này thì thật không ăn rất là ngon. Nói chung là mấy em bé mà nếu mà muốn ăn cũng dễ, không có bị xương. Chúng ta chỉ khó chúng ta bỏ ra một ít xương thôi, nó cũng không có nhiều. Đa số là thịt nhiều. Đấy. Con chặn như đây nè, nó mới đẹp, hiểu không? Có đưa đâu ăn hồi xa về đấy, vào đây. Để cho mọi người thưởng thức cái món cá đụ. Đấy. Bây giờ Dũng phải chuyển qua cái vị trí bên đây. Tại cái vị trí bên đây thì nó đó, chúng ta phải chở nó. Cái món này thì thật ra thì nếu mà chúng ta để ăn không thì cũng ngon, nhưng mà Dũng sẽ lắc tiêu một chút xíu là trong đó thì có nguyên có chẳng hạn như là có một ít đường, ít tiêu, nước mắm, dầu ăn và một ít tương ớt sẽ làm cho món ăn chúng ta nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Đấy. Xong rồi đấy các bạn, nó sẽ xúc ra. Cái món này á, mà mọi người thích ăn á, nếu mà chúng ta trộn với cơm cũng rất là ngon. Ngon quá hé. Một lát má sẽ được thưởng thức thôi. Con trai út của má à. Hồi xưa thì má nấu ăn cho con, bây giờ thì con nấu ăn cho má. Đúng không? Đúng không nào? Sao? Còn bây giờ thì Dũng sẽ bắt chảo lên. Dũng lục rau. Để xem cái món cá này như thế nào rồi. Ăn chưa? Các bạn thấy không, khô cá đù này cũng rất là mê. Tại cái thịt nó rẻ, rất là ngon. Nó cực kỳ. Nếu mà ai mà là thường đi Vũng Tàu hay Bà Rịa thì chúng ta đặt mua những cá này nhé. Cá này thì thôi. Còn nếu mà ai mà muốn mua cá ngon thì cứ inbox vô cho Dũng những cái phần mà bình luận của kênh YouTube của Dũng á. Đấy. Thì Dũng sẽ kêu cái đứa em nó sẽ trả lời và nó sẽ nhận hàng cho. Cái này là quảng cáo miễn phí luôn đó. Hôm trước thì Dũng đã mua khoảng gần chục ký Dũng mang qua Mỹ rồi. Đứa em mang về Mỹ.
và Dũng sẽ hứa là Dũng sẽ sang Mỹ. Thì tháng 9 thì Dũng sẽ bay qua Mỹ và Dũng sẽ đi nấu ăn ở phương xa nữa. Lúc đó thì các bạn sẽ thấy là Dũng đi qua Mỹ là Dũng sẽ nấu hai món đặc trưng luôn của Việt Nam luôn. Thứ nhất là bún mắm. Bún mắm là mắm cá sặc và mắm cá linh là Dũng đã gửi qua trước luôn rồi. Và món thứ hai đó là gỏi cá mai mà Dũng đặt ở ngoài tận Mỹ Á luôn đó. Đấy, Mỹ Á Ninh Hòa. Đấy, đi chơi xa mà vẫn không bao giờ quên nhiệm vụ là Dũng sẽ làm hai cái món đó là cho mọi người ăn bên kia. Đấy, cho thêm ít ngò lên. Đấy, má thì má tại vì má không có ăn cay và được nên không Dũng không có rắc tiêu. Đấy, các bạn thấy không? Nhà hàng thì cũng chỉ làm mấy phút thôi, Dũng thì làm hơi lâu lâu một tí xíu nhưng mà tại vì Dũng làm kỹ hơn. Có nghĩa là nếu mà người ta làm thì sơ chế rất là nhanh. Tại vì sao mấy cái bếp khè á, người ta khè rất là nhanh. Nên mình ở đây thì mình không có bằng người ta, mình là bếp củi. Bây giờ Dũng sẽ vớt cá ra chín rồi. Wow wow wow. Vớt ra. Ui 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 ui. Cá nó văng mỡ. Dạ má cứ để đó con. À cá đó hả? Trời ơi. Mọi người biết không? Má mua cá sẵn lên về cho con trai làm vlog. Mọi người thấy chưa? Cá này ngon lắm. Dạ Dũng sẽ bắt đầu lắc đi. Trước tiên thì Dũng sẽ cho ít tỏi vô. Cái món này á là cần phải hai cái muỗng đường nó mới ngon. Và điều quan trọng nhất là phải có nước mắm. Và chúng ta sẽ làm cái hỗn hợp này. Ra thì Dũng thích để thêm một ít tương ớt nữa nhưng mà thôi Dũng không thích lắm. Tại vì sao? Tương ớt cay mẹ không ăn được. Hôm nay nói chung là bữa cơm gia đình mình không có thể tự ý làm theo ý thích của mình. Cái chảo này Dũng sốc không được. Đâu rồi, cái nồi nhắc nồi đâu thôi. Đây con có rồi, thấy rồi. Một con cái đây, đó rồi. Đây. Nó chỉ cần một lớp áo bên ngoài thôi là đủ rồi. Các bạn biết không, thực ra thì khô cái đồ này nè, người ta chỉ cần chiên thôi, người ta không cần phải làm gì hết á. Ăn cơm với xôi cũng rất là ngon. Nhưng mà nếu mà chúng ta thăng thêm một cái mùi vị rất hấp dẫn nữa thì chúng ta chỉ cần làm như thế này nhẹ nhàng thôi, không cần phải làm gì nhiều. Đó, nó sẽ rất ngon. Trước khi luộc rau thì Dũng cho một ít hạt niêm luôn đây. Tại vì sao? Cho nó có một cái vị khi mà luộc rau thì nó sẽ ngon ngon. Vậy là đây, cho hết vào. Thực ra Dũng nói ông anh là hôm nay là thôi đi chợ đi, đừng có hái nữa, đi chợ mua. Thì đó đúng như rằng đi chợ mua thì nó sẽ nhiều hơn. Để lát mà Dũng còn đem về Sài Gòn nữa. Có rau sam nữa ta. Không, rau là rau sam đúng không? Đúng. Rau sam nè, mồng tơi nè, dền nè. Cái gì nữa ta? Cái cải trời đúng không? Thực ra mấy cái loại rau này nè, nó mới là loại rau tập tàn. Nó đúng nghĩa luôn là nó nhiều loại rau mà coi như là rau mà dân dã người ta không có trồng. Đây là nó mọc tự nhiên, đây những cái hạt của nó. Nó bay khắp nơi. Nó rụng xuống rồi bắt đầu ấy, khi mà chúng ta trồng rau xong ngoài sân vườn cũng vậy mà bắt đầu nó lên. Đây là cải này, cải gì ta, rau gì vậy? Ôi má ơi, nó bán rau tướng chung rồi, mua rau gì ta, rau gì vậy?
ra thì chị biết đâu diễn chị phụ. Chợ Sam á chú, mà nó màu xanh. Sam hả? Phải không? Chợ Sam, chợ Sam. Mày thề đi. Em thề. Mặt trăng nữa hả? À vậy hả? Bồ tá là âm bình nó chả biết cái rau gì. Đi lâu quá rồi không biết. Rồi bác chờ con chút xíu nha, ruột rau xong mới là mẹ con mình ăn cơm. Má đau bụng chưa? Hả? Lâu quá không về thăm má là gần như là nhưng là 20 ngày rồi thì phải. Đúng không? Không về cái gọi điện cứ hết xong thì về. Rồi đó, bây giờ rồi. À. Thực ra thì hai mẹ con ăn nhiêu đây thì có nước thì khỏi ăn cơm luôn. Rồi xong. Qua đây. Xin mời người đẹp ăn cơm. Đó. Không má xôi nha. Không bụng quá trời đã bụng luôn. Đây. Hai mẹ con mình ăn đó hả? Đúng rồi, có ai ăn nữa đâu. Nhà này có ai nữa đâu. Rồi. Cái này thì thực ra thì con sẽ làm thêm một chén nước mắm nữa. Đó. Nhưng mà bây giờ thì má không phải, từ từ để coi. À, mang thử cái này thử coi. Mang thử coi. Hả? Dạ. Ngon không? Giờ cá xong rồi không? Bây giờ má thử tôm đi quên. À tôm. Đấy, con tôm này đây. Để con lấy cho má. Tôm này là con sốt me đấy, nhưng mà con làm rất là nhẹ nhàng. Đấy, thử đi má. Đó. Má thử đây. Đây là tôm hùm đấy. Chứ không phải là tôm càng xanh. Ngon. Ăn cái miếng rau này nó ngon nè. Các bạn biết không? Thì cái món này à, ăn với cơm thì không còn cái gì mà chỉ là bàn cãi chấm dưa nhỉ. Ngon quá mà. Đây giờ con lấy cái đầu cho má ăn nha. Cái đầu này ngon. Ngon. Cái món này xong rồi má để tủ lạnh, má để ngày mai cái má hâm lại ăn cũng được. Cái này là lấy. Cái nào cũng được. Ngon quá. Nhưng mà con vẫn thích ăn cá đồ. Đây. Rồi sao chấm nước mắm nha. Cho thấm thử nè. Đó. Ê không. Đó. Để chấm này nữa nó thử nghe không? Cái nào cũng ngon hết mọi người. Mệt quá. Đúng là con người ta không? Lúc đói cũng mệt. Nó cũng mệt. Mà làm thì là mệt hơn. Có ăn không mà? Đừng mà có ăn. Ăn không? Ăn không mệt hả má? Giờ má ăn không có mệt. Nhưng mà má không lắng, má no, má sẽ mệt. Ngon. Ngon. Quá luôn phải không? Quá xuất sắc phải không? Thằng con trai nấu mà, trời ơi ai bằng. Rồi, thôi bây giờ con với má kết thúc ở đây nhé. À, các bạn thân mến, thực ra thì
đây cô sếp ạ. Các bạn thân mến, thực ra thì hôm nay là món cơm của gia đình, món của má với Dũng, là Dũng đem về đây để mà mang từ từ, nhưng mà má nói thôi để làm vlog đi, nấu cho má luôn đi, rồi xong thế là Dũng nấu và con cái bữa cơm gia đình như thế này. Còn bây giờ thì Dũng phải tạm dừng ở đây và xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe nhé. Các bạn nào ở xa thì chúng ta tranh thủ lâu lâu về ăn cơm với ba mẹ nhé. Đó là một cái không khí phải thật là không có cái gì có thể thay thế được. Dũng nói ngắn gọn thế thôi. Nếu các bạn yêu thích kênh của Dũng thì xin hãy đăng ký, like và share giúp Dũng nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.